Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series trải nghiệm mua online ở Season 19. Và nhân vật ngày hôm nay mình mang lại cho anh em đó chính là RF. Thì RF ở Season 19 nó đã được làm lại khá là nhiều anh em ạ. Và cái đặc biệt mà anh em có thể thấy rõ ràng nhất đó chính là áo choàng của RF bây giờ đã biến thành đôi cánh, một đôi cánh cực kỳ lực lượng. Không những thế, và skill của em đó cũng đã được đổi thành skill mới, chính là skill của Master 5, Dark Side of Restoration. Và sức mạnh của em nó có được thể hiện giống như vẻ bên ngoài hay không? Bây giờ mình và anh em sẽ cùng tìm hiểu. Và giống như ở các video khác, mình vẫn sẽ giới thiệu cho anh em một chút về bảng C và trang bị của em nó trước khi đi test đam. Đầu tiên, ở bảng C thì nhân vật RF của chúng ta đã được đổi tên thành Bloody Fighter. Ui dồi ôi, quá là khủng khiếp, cái tên quá là hay nha mẹ. Và cấp độ đã được lên thành 1600 ở Season 19. Và anh em có thể thấy điều dễ dàng nhận biết nhất sức mạnh của em nó đó chính là ATK Power. Bây giờ RF sở hữu một khả năng đam cực kỳ khủng khiếp anh em ạ. Với 13.400 khả năng tấn công thấp nhất và 14.400 khả năng tấn công cao nhất, cộng thêm 16.400 đam cộng thêm. Ui trời ơi, này thì nó đấm nhầm ói đơm luôn anh em ơi, học bông mồm ấy. Một cái ATK cực kỳ khủng anh em ạ. Đối với một con nhân vật vật lý thì đây là một lượng ATK quá là khủng khiếp. Kèm theo đó là tốc độ đánh max speed 441 trên 441 đấy nhé, max speed luôn rồi. Ủa, anh em nhìn này, AOE ATK power bây giờ lên đến 597%. Ôi mẹ ơi, trời, cái gì đây này, cái gì xảy ra đây? Rồi chúng ta điểm qua một chút về crit dam. Crit dam hiện tại là 72%, excellent dam 73%, double dam 30%, dam nhân 3 17%, và khả năng xuyên giáp là 21%. Trời ơi, gì đây? Rồi, để có được một lượng dam như vậy thì trang bị của em nó ra làm sao? Hôm nay thì RF của chúng ta sẽ sở hữu một cái vũ khí mới tên là Apple Cloud. Nắm đấm nha anh em, nắm đấm level 1400 và combat power của em nó lên đến 137%. Trời ơi, một cặp là nhân đôi đấy anh em ạ. Kèm theo đó em đó sẽ sở hữu cho mình một set thần root level 1500 và đang được khảm max ping luôn nha anh em. Quá là khủng khiếp. Và điều đặc biệt đó nằm ở đôi ạ. Cái áo choàng của em nó, giờ mình không biết gọi cái này là áo choàng hay là cảnh nữa anh em. Theo cái tên gọi thì vẫn là cà loát, tức là áo choàng. Nhưng mà anh em nhìn vẻ bên ngoài này, nhìn như này thì ai kêu là áo choàng nữa đâu. Trời ơi, một đôi cảnh màu đỏ, quá là lực lượng. Và áo choàng này nó sẽ mang lại cho em đó 2324 đam vật lý và phòng thủ sẽ là 2737. Kèm theo đó là sẽ là đam correction cộng 16. Về phần trăm đam tăng thêm cũng như là lượng đam hấp thụ đi thì nó giống như là win 4 với chỉ số là 70% và 73%. Ở cái cảnh cấp 5 này mình thấy là nó đang có lúc nha anh em. Anh em lưu ý nhé, nó đang có lúc. Và đây là một option mới có thể là mình sẽ mang lại ở season real đây là một option mới mà có thể là admin của real mũ có thể cải tiến để cho em nó có thể có lúc được cái cảnh cấp 5 này. Và excel lần đam của em đó là 7%. Ngoài ra thì Wing ATK Power của em nó là đối cảnh phù hay là còn gọi là lõi cánh thì đã được cộng thêm 273 điểm đam vật lý. Trời ơi, cái lõi cánh nó quá đẹp anh em ạ. Kết hợp với cái lõi cánh này thì anh em nhìn này, tao cũng chiêm ngưỡng một tí nữa về vẻ bên ngoài của em nó. Yêu RF mất thôi anh em ơi. Rồi, chúng ta trước khi đến với Master 5 thì mình sẽ đưa em nó đến đá vét 3 test đam anh em. Ở chỗ test đam này thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ sử dụng là skill bình thường, tức là skill level master 800. Đây, mình sẽ test ngay. Ui, anh em nhìn cái gì không? 2.571.000, 2.595.000. Ôi mẹ ơi, 2.595 anh em kìa. Anh em nhìn nè. Đây, mình để lại đây một tí. Anh em nhìn đam DPS này, tức là lượng đam gây ra trên 1 giây. Rồi ôi, 13.5 đối với một con RF, 13.8
gần 13 triệu năm anh em ạ, gần 14 triệu. Quá là khủng khiếp. Và anh em nhìn đám mắc pin của nó kìa, 2.595.000, 567. Quá là khủng khiếp anh em ạ. Ôi ôi, đó 2.595 nữa anh em, đám cao nhất. Đây 13.300.000. Rồi mình sẽ đổi sang skill Master 5 nha anh em. Đây mình sẽ đổi sang skill Master 5 cho anh em. Rồi anh em sẽ chiếm ngược. Ui 2.660.000. Lượng đám DPS trên dây là lên 16 triệu, 15 triệu. Hồi nãy có 13 triệu thôi. Đám Master 5 của RF mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với Master level 800 nha anh em. Em nhìn nó đấm kìa, đấm kèm theo địa chấn nữa anh em ạ. Vừa ảo ảnh vừa địa chấn kết hợp. Đây là skill của RF đi theo dòng nhanh nhẹn nha anh em. Nếu như mà anh em đi theo dòng Vic tức là dòng máu á, thì nó sẽ vẫn là đấm đấm máu ấy, đấm phát chết luôn ấy. Nhưng mà mình chưa có thời gian để test dòng kia được. Mình sẽ trải nghiệm một vòng tất cả các nhân vật skill đi trên trước, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với dòng khác của các nhân vật còn lại nhé nhé. Rồi với 16 triệu đám trên một giây này và đám mắc pin là 2.660.000 thì con RM này làm được gì khi mà đi trên ở mặt cuối? Bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi trải nghiệm em nó khả năng trên ở mặt cuối cùng nha. Trời ơi, đấm anh em ơi. Bài hotspot của map New Zealand mà nó đấm kìa. Đấm cho trao máu hết luôn. Trời ơi, quái vật đâu? Ra đây. Đấm cho. Cái lượng mic đam của skill khi mà lên cấp Master 5 cũng đã giảm thiểu đi khá là nhiều anh em ạ. Từ nha anh em, hình như đang để. Ok. Trời ơi, đây là skill Dark Side. Tức là RF đi theo dòng nhanh nhẹn mà nó đấm đến như vậy rồi. Thì không biết khi mà RF đi theo dòng máu thì nó đấm một hit là bao nhiêu đam nữa anh em ạ. Và RF khi mà lên season 19 thì có một điều mà chưa được cải thiện, đó chính là lượng phòng thủ của em nó cũng khá là thấp anh em. 11.815 điểm phòng thủ. So với các nhân vật khác thì nó dao động khoảng 13.000 đến 13.500. Nhưng mà RF nó mất đi một món trang bị, nên cái lượng phòng thủ của em nó đi đã bị giảm đi đáng kể anh em ạ. Nhưng đổi lại là gì? Anh em hãy nhìn lượng đam ATK trên một giây 9.5 triệu, gần 10 triệu. Quá là khủng khiếp. 10 triệu hơn đi anh em, thậm chí là nó đấm quá chết quá nhanh. Quá là khủng khiếp. Khả năng clear quá đi miễn bàn luôn anh em ơi. Khi mà anh em đi về server chính á, thì anh em sẽ có kẹp theo một con EE Buff hoặc một con DW. Là RF nó kéo team cho anh em rất là dễ dàng ở cái mặt cuối này. Quá là khủng khiếp đi, quá là lực lượng. Trời ơi, đấm kìa. Vẫn là 2 triệu mấy đam ở cái mặt cuối cùng. Đấm toàn ra triple với double thế này. Chết người anh em ạ. Rồi, mình đưa em nó ra xa một tí. Rồi chúng ta sẽ cùng trải nghiệm Master 5 của nhân vật RF. Điều gì làm nên một con RF khủng khiếp như vậy nhé nhé. Rồi đối với Master 5 của RF thì mình sẽ lấy đầu tiên thực cứu thẻ mở rộng sẽ là thẻ extra AOE đam và lượng đam gây lên diện rộng. Và thẻ skill thẻ là thẻ Dark Side Sturation với max level 5. Tăng skill attack power lên 162 điểm, HP lên 150 điểm. Tương tự như vậy với thẻ tăng năng lượng và thẻ tăng AG. Anh em có để ý là lượng AG của RF tụt đi không bao nhiêu cả. Và skill này nó chỉ tốn là AG 7 thôi anh em ạ. 7 điểm AG rank 6. Basic skill down sẽ là 228 cộng với 163 down 11. Và đối với RF thì là một dòng down vật lý, thế mình sẽ lấy 11 attack power. 11 attack power và 11 attack power để tăng lượng down thuộc tính của em nó lên.
Kèm theo đó mình sẽ lấy đép phòng thủ và khả năng tấn công của Win. Đây là phòng thủ và khả năng tấn công của Win 5 nha anh em. Và đối với thẻ bên thẻ loại 3 thì mình sẽ lấy là tăng mắc đam. Và ở dưới sẽ là tăng đam nhìn rộng. Tương tự đối với bên tay trái thì sẽ là tăng đam vật lý lên cao nhất. Và tăng nhanh nhẹn. Lấy element phòng thủ. Cũng có thể là anh em có thể lấy là nút đam cũng được. Cái này mình đang tăng bí nhầm nhé, mình chưa đổi lại. Bên này thì anh em sẽ lấy là Materia Attack Power và tăng đam theo level. Riêng đối với thẻ tinh nhanh tức là thẻ Elite thì anh em sẽ vẫn phải bắt buộc lấy cho mình là crit đam 5.6%. Và bên này sẽ là double đam. Ở bên dưới nó sẽ là màu xanh lá cây thì sẽ là đam xuyên giáp. Và bên tay phải sẽ là excellent đam. Đối với màu tím thì sẽ là triple đam và tăng đam skill nha anh em. Thế đây là Master 5 của RF. Sau này mình sẽ hướng dẫn anh em cách build Master 5 cụ thể hơn đối với từng dòng nhân vật. Nhưng mà tại video review thì mình cũng đã hướng dẫn cơ bản khi mà anh em lấy thẻ bài như nào cho nó chuẩn xác đối với từng nhân vật. Và hiện tại là mình đi theo hướng PVM, tức là đi trên. Khi đi trên thì anh em cứ lấy lượng phòng thủ và lượng sát thương cơ bản cao nhất có thể. Còn khi mà đi đánh nhau thì anh em sẽ phải lấy thêm phòng thủ và sát thương của thuộc tính để anh em có thể giết người nhanh hơn ở cả các season cao về sau này. Nó phụ thuộc vào đam thuộc tính rất là nhiều anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp ngược lại một chút về RF ở season 19 với khả năng đấm quái vật cao mồm mồm. Trời ơi quá là sướng anh em ạ. Anh em có thể thấy này, ability psycho này, thẻ này anh em, thẻ rơi khá là nhiều anh em ạ. Ui chết rồi. Khả năng đi trên của em đó là cực kỳ tốt, nhưng mà do lượng phòng thủ nó hơi thấp nên anh em sẽ phải có búp cho mình một con e búp nha anh em. Và trên đây là video của mình về nhân vật RF ở season 19, và hy vọng là video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em và làm cho anh em cảm thấy hứng thú hơn với nhân vật RF. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye.